Phẩm phân chia xá lợi phẩm thứ tư. Bấy giờ Đế Thích cầm bình thất bảo và phẩm vật cúng dường hiện đến chỗ Trà Tỳ. Ngay lúc đó thì lửa chỗ ấy tự nhiên tắt hết. Đế Thích định mở nắp thánh quan Như Lai để thỉnh xá lợi của một cái răng Phật. Ngài A Nan Luật thấy vậy liền hỏi: "Ông định làm gì đó?" Đế Thích đáp: "Tôi muốn thỉnh xá lợi của một chiếc răng Phật đem về cõi trời cúng dường." Ngài A Nan Luật nói: "Xin ông đừng vội tự ý lấy, hãy đợi đại chúng cùng phân chia." Đế Thích liền nói: "Trước đây Đức Phật đã hứa ban cho tôi phần xá lợi của một chiếc răng, vì vậy nên tôi vừa đến thì lửa tự nhiên tắt." Đế Thích nói rồi liền mở nắp thánh quan, nhặt lấy xá lợi của một chiếc răng trong miệng Phật ở hàm trên bên phải, sau đó trở về thiên cung xây tháp cúng dường. Lúc ấy có hai quỷ Dạ Xoa và La Sát ẩn mình theo sau Đế Thích, không ai nhìn thấy liền trộm lấy xá lợi hai chiếc răng của Phật. Bấy giờ tất cả nhân dân nam nữ trong thành và đại chúng liền cùng lúc kéo đến định tranh nhau lấy xá lợi Phật. Ngài A Nan Luật bảo họ: "Đại chúng nên bình tâm thư thả một chút để mọi việc được an lành. Phật đã có dạy nên theo đúng phép tắc mà phân chia xá lợi để cùng nhau cúng dường." Nhưng lúc ấy tất cả nhân dân nam nữ trong thành và đại chúng đều chẳng nghe lời Ngài A Nan Luật. Mỗi người đều mang theo giáo mác, cung tên, đao kiếm, tất cả các loại vũ khí. Ai nấy đều tự trang bị đầy đủ muốn tranh đoạt lấy xá lợi. Bấy giờ mọi người trong thành liền mở thánh quan của Phật ra, thấy tất cả hoa đâu la và lụa trắng đặt quanh thân Phật vẫn còn nguyên không cháy. Thấy vậy rồi đại chúng lại lớn tiếng kêu khóc, nước mắt tuôn tràn. Họ mang thêm phẩm vật đến bi thương đau xót dâng lên cúng dường, đem hết lòng thành kính sâu xa lễ bái trước thánh quan rồi quỳ mọp xuống cùng nhau rơi lệ mà đọc kệ xưng tán rằng: "Như Lai dùng sức đại tự tại, trong cả ba đời luôn tự tại, vì nguyện đại bi đến cõi này, hiện khắp biển khổ độ chúng sanh, thần thông trí tuệ khôn kẻ xiết, vào ra sanh tử không chướng ngại, thường hóa một thân làm nhiều thân một thân thành vô số. Thần biến hiện khắp ai cũng thấy, vì không duyên nên hiện niết bàn, chúng còn hết phước không duyên ứng, nên Như Lai mới đành buông bỏ. Thánh quan Phật trong rừng Sa La, dù đại lực sĩ không nhấc nổi, do sức đại bi tự bay lên, cao đến ngang tầm cây Đa La, bay chậm quanh thành Câu Thi Na, 7 ngày bay quanh đủ 7 vòng, sau đó tự đến chỗ Trà Tỳ, chỉ có sức Phật làm được vậy. Khắp cả trời người khôn xét lường, Như Lai thị hiện đại Niết Bàn, kim càng chẳng hoại sức tự tại, Trà Tỳ lửa thế gian chẳng cháy. Phải nhờ lửa từ bi tâm Phật, tự thiêu xác thân suốt 7 ngày, trời người không thể tắt lửa ấy, sức đại bi Như Lai ứng hiện. Đế Thích vừa đến lửa liền tắt, hoa đâu la miệng quanh thân Phật, dù lửa thiêu đốt vẫn không cháy, lụa quấn thân Phật trong bảo quan. Mặc cho lửa đốt vẫn không cháy, mới biết sức Như Lai tự tại muôn pháp xưng pháp vương, kính lễ đại bi thầy ba cõi, kính lễ bậc thánh không run sợ, kính lễ đại tử che chở khắp, kính lễ bậc thần biến tự tại. Chúng con từ nay lìa thế tôn, chìm trong biển khổ không người cứu, thường thay hỡi ôi đại thánh tôn, vĩnh biệt từ nay đến bao giờ?" Bấy giờ đại chúng đọc kệ như vậy rồi lại bi thương khóc kể, ai nấy cũng mang thêm phẩm vật đến, hết lòng đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy Ngài A Nan Luật vì khắp hàng trời người và tất cả đại chúng nhân dân trong thành đang cùng nhau tụ tập quanh thánh quan của Phật, liền từ từ tháo mở từng lớp lụa trắng và hoa đâu la. 1.000 tấm lụa trắng của Ngài Ca Diếp và các đệ tử vẫn còn nguyên không cháy, 1.000 tấm lụa trắng của nhân dân trong thành, chỉ trừ một lớp quấn ngoài cùng còn lại bao nhiêu đều cháy thành tro, riêng hoa đâu la thì vẫn còn nguyên không cháy. Bấy giờ Ngài A Nan Luật liền lấy số lụa trắng và hoa đâu la không cháy ấy, phân thành từng miếng nhỏ chia đều cho đại chúng, dạy họ xây bảo tháp mà cúng dường. Ngài A Nan Luật lại lấy số tro của lụa đã cháy, cũng phân ra từng phần nhỏ mà chia cho đại chúng, dạy họ xây bảo tháp mà cúng dường. Ngoài ra các loại tro khác ở nơi Trà Tỳ không cần phân chia, mỗi người đều tùy ý lấy về để xây tháp cúng dường. Trước đó nhân dân trong thành đã thuê thợ khéo làm ra 8 cái bình vàng và 8 tòa sư tử đều trang trí bằng 7 món báu. Mỗi cái bình quý ấy đều chứa được một hộp, được đặt trên tòa sư tử làm bằng 7 báu.
Mỗi tòa sư tử quý ấy đều có 32 vị lực sĩ trang sức bằng những chuỗi ngọc bảy báu màu sắc rực rỡ xen lẫn trên thân, cùng nhấc bổng các tòa sư tử ấy lên. Trên mỗi tòa sư tử lại có 8 cô thể nữ trang sức bằng các chuỗi ngọc thất bảo nhiều màu rực rỡ xen lẫn, cùng nâng bình quý. Lại có 8 cô thể nữ trang sức bằng chuỗi ngọc, cầm lọng bằng bảy báu che trên bình quý. Lại có 8 cô thể nữ trang sức bằng các chuỗi ngọc, tay cầm gươm bằng bảy báu đứng bảo vệ bình quý. Lại có 8 cô thể nữ trang sức bằng chuỗi ngọc, cầm cờ lông trĩ cắm ở bốn phía bình quý. Mỗi tòa sư tử quý ấy đều có vô số người cầm các loại nhạc khí vi diệu, cờ phướn lọng quý, hoa hương, chuỗi ngọc vây quanh cúng dường. Lại có vô số người cầm cung tên, giáo mác, dây trói, lưỡi câu dài và mọi thứ chiến cụ vây quanh. Từ trong thành Câu Thi Na, họ vây quanh các tòa sư tử với bình báu ấy, cùng tiến về nơi trà tỳ thân Như Lai. Khi 8 tòa sư tử bằng bảy báu ấy đã ra khỏi thành rồi, những người trong thành liền mang theo vô số hương bột nhão, hương nước đi sau các lực sĩ mà dọn dẹp, sàn lấp đất đai, làm cho đường đi trở nên mềm ướt, mát mẻ, thơm tho, rộng rãi, nghiêm trang, kéo dài cho đến tận nơi trà tỳ. Hai bên đường lại có vô số cờ quý, phướn lọng, hương hoa, chuỗi ngọc trai quý, đủ các màu sắc rực rỡ xen lẫn, lại trỗi lên các loại âm nhạc huyền ca, tô điểm cho đường xá, chờ rước xá lợi của Đại Thánh Thế Tôn về qua đó. Mọi người cũng vây quanh các lực sĩ, khiêng 8 tòa sư tử thất bảo mà đến nơi trà tỳ. Đến nơi họ khóc lóc rất thảm thiết, kêu la khản tiếng, chấn động cả cõi thế giới đại thiên. Họ lại mang theo các phẩm vật, hết lòng chí thành dâng lên cúng dường xá lợi Như Lai. Bấy giờ do sức đại bi của Thế Tôn nên thân kim cang của Phật tự nhiên tan nát thành vô số hạt xá lợi rất nhỏ, chỉ còn lại nguyên vẹn xá lợi của 4 chiếc răng không thể hư hoại. Lúc ấy, đại chúng được nhìn thấy xá lợi Như Lai rồi càng bi thương đau đớn, liền mang thêm phẩm vật đến, rơi lệ chua xót dâng lên cúng dường. Khi ấy, Ngài A Na Luật và mọi người trong thành, nước mắt lưng tròng cùng nhau thâu nhặt xá lợi Phật, cho vào 8 cái bình quý làm bằng 7 báu trên tòa sư tử. Khi nhặt hết xá lợi thì vừa đầy 8 bình quý ấy. Bấy giờ tất cả đại chúng, chư thiên và mọi người nhìn thấy xá lợi Phật được đưa hết vào trong bình quý rồi, lại càng thêm bi thương đau đớn, họ rơi lệ, lại dùng phẩm vật đã mang theo chí thành dâng lên cúng dường xá lợi Như Lai. Lúc ấy, các lực sĩ và nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na sắp sửa mang các bình quý chứa xá lợi Phật vào thành. Đại chúng càng thêm bi thương, ai nấy đều dùng những phẩm vật đã mang theo dâng lên cúng dường. Bấy giờ, các đại lực sĩ có dân trong thành vây quanh, thảy đều bi thương, đau xót, nghẹn ngào rơi lệ, cùng nhau khiêng 8 tòa sư tử bằng 7 báu theo con đường dưới nước thơm đã được sửa dọn sạch sẽ để về thành Câu Thi Na. Lúc ấy, tất cả đại chúng, chư thiên và mọi người càng thêm bi ai đau đớn, kêu khóc chấn động thế giới. Họ mang các phẩm vật theo sau xá lợi Phật, khóc than thảm thiết mà cúng dường. Khi xá lợi của Như Lai đã đưa vào trong thành rồi, mọi người liền đặt yên tại một ngã tư đường. Bấy giờ nhân dân trong thành Câu Thi Na liền bố trí đủ 4 đạo binh, vô số quân lính, thân mang áo giáp, tay cầm vũ khí, đi tuần quanh thành Câu Thi Na. Khắp 4 phía thành và chung quanh thành đều có vô số quân binh xếp thành nhiều vòng, phòng bị nghiêm mật, vì e có những người từ nơi khác kéo đến cướp đoạt xá lợi Phật. Tuy chuẩn bị đầy đủ hình thức phòng bị như vậy, nhưng họ thật không có lòng muốn gây chiến. Lại có 500 vị thầy chú thuật rất giỏi trấn giữ ở 4 cửa thành để ngăn ngừa tai ách. Lại dùng vô số cờ báu phướn lọng trang nghiêm vi diệu, cờ lớn bằng lông chim trĩ cắm ở 4 góc thành, nghiêm trang cúng dường vì muốn phù hợp với nghi thức. Khi ấy, tất cả nhân dân nam nữ trong thành cùng với đại chúng, chư thiên và mọi người khác càng thêm bi thương ai oán, cùng nhau mang thêm các phẩm vật đến, rồi hết lòng chí thành dâng lên cúng dường xá lợi Phật. Các bình quý đựng xá lợi Phật đặt trên tòa sư tử trải qua được 7 ngày. Trong 7 ngày ấy, tất cả đại chúng đều than khóc ngày đêm, tiếng bi thương không ngớt. Mọi người đều dùng những phẩm vật đã mang đến để hết lòng thành kính dâng lên cúng dường xá lợi Phật. 8 tòa sư tử làm bằng 7 báu ấy đều có 500 vị thầy chú thuật rất giỏi thường xuyên canh giữ, đề phòng có những hạng trời rồng dạ xoa, thần quỷ lẻn đến lấy xá lợi Phật. Trải qua 7 ngày ấy rồi, quyến thuộc trong dòng họ Phật sanh ra, tức là quốc vương thành Ca Tỳ La và những người trong họ Thích Ca mới biết là
Phật đã nhập Niết Bàn. Do oai lực của Phật nên trước đó dù Phật đã nhập Niết Bàn, đến 3 tuần lễ họ vẫn không hề hay biết. Bấy giờ quốc vương Ca Tỳ La cùng với những người họ Thích Ca đều than khóc bi thảm, cùng nhau đi thật nhanh đến thành Câu Thi Na. Đến nơi họ thấy vô số binh lính đang bao quanh, canh gác ngoài thành. Họ lại nhìn thấy khắp nơi đầy những cờ báu phướn lọng răng bày. Khắp bốn góc thành, che khuất cả cõi nước, lại có những vị thầy chú thuật giỏi canh giữ bốn cửa thành. Quốc vương Ca Tỳ La và những người dòng họ Thích Ca liền hỏi các thầy chú thuật: Phật đã nhập Niết Bàn rồi sao? Các thầy ấy đáp: Phật nhập Niết Bàn đến nay đã 4 tuần rồi, lễ trả tỷ đã xong, bây giờ sắp sửa phân chia xá lợi. Quốc vương Ca Tỳ La nói: Chúng tôi đều là quyến thuộc trong dòng họ Phật Đản Xanh. Oai lực của Phật khiến cho chúng tôi trong suốt 3 tuần không hay biết rằng Như Lai đã vào Niết Bàn. Này, chúng tôi muốn được thấy xá lợi của Như Lai, vậy các ông hãy mở đường cho chúng tôi vào. Nghe vậy rồi, các thầy chú thuật và binh lính canh gác liền để cho quốc vương Ca Tỳ La và những người họ Thích Ca vào thành. Khi vào thành rồi, vua và những người họ Thích Ca nhìn thấy xá lợi Phật trên những tòa sư tử thì đau đớn nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, cùng nhau đi nhiễu quanh các tòa sư tử 7 vòng theo chiều bên phải. Nhiễu quanh 7 vòng rồi, họ cùng nhau nuốt lệ, nói rằng: Chúng tôi muốn thỉnh một phần xá lợi Như Lai đem về cúng dường. Đại chúng đáp rằng: Tuy chúng tôi biết các vị là quyến thuộc dòng họ Thích Ca, nhưng Phật Thế Tôn trước đã có dạy việc phân chia xá lợi, không hề có dặn chia phần cho các vị. Xá lợi ở đây đều đã có người thỉnh, các vị làm sao có được, xin hãy về đi thôi. Bấy giờ quốc vương Ca Tỳ La và những người họ Thích Ca thỉnh cầu không được, tất cả đều buồn khổ, than khóc, bi thương rồi ngã xuống đất hôn mê, hồi lâu mới tỉnh lại. Họ không nén được lòng đau thương, liền nói với người trong thành rằng: Như Lai Thế Tôn thuộc dòng họ Thích Ca của chúng tôi, vì thương xót các ông nên mới nhập Niết Bàn tại đây, vì sao các ông lại khinh thường không chịu chia cho chúng tôi một phần xá lợi. Nói như vậy rồi, tất cả cùng nhau lễ bái xá lợi, đi nhiễu quanh 7 vòng về bên phải, khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa, xanh lòng tức giận và đau xót ra về. Bấy giờ nhắc lại chuyện trước đây, vua nước Ma Kiệt Đà là A Xà Thế sau khi đã giết hại cha là vua Tần Bà Sa La, xanh lòng hối hận vô cùng, trên người phát sanh kẻ độc, đau đớn cùng cực. Nhờ Đức Thế Tôn từ bi nhập tam muội nguyệt ái, phóng hào quang chiếu lên thân ông, bệnh kẻ độc nơi thân liền khỏi hẳn. Vua liền tìm đến chỗ Phật, bi thương khẩn thiết cầu xin sám hối. Đức Thế Tôn đại bi liền dùng nước thuốc cam lộ nhiệm màu là chánh pháp để rửa sạch kẻ độc tội lỗi trong tâm vua. Tội lỗi rất nặng của vua liền được dứt trừ, vua trở về cung không hề hay biết việc Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Ngay trong đêm Phật nhập Niết Bàn, vua A Xà Thế nằm mộng thấy mặt trăng rơi xuống, mặt trời từ dưới đất mọc lên, tinh tú mây mưa rơi rớt tán loạn, lại thấy hơi khói dưới đất xông lên, rồi thấy 7 ngôi sao trổi hiện trên trời. Vua lại mộng thấy trên trời có đám lửa lớn ửng đỏ khắp hư không, rồi cùng một lúc rơi xuống đất. Ngay khi vừa tỉnh mộng, vua cảm thấy trong lòng hết sức kinh sợ run rẩy, liền triệu tập quần thần kể lại giấc mộng ấy và hỏi: Đó là điềm gì vậy? Các quan tâu rằng: Đó là điềm chẳng lành, Phật đã nhập Niết Bàn. Sau khi Phật diệt độ, phiền não sẽ khởi sanh mạnh mẽ trong chúng sanh ba cõi, sáu đường. Cho nên bệ hạ thấy lửa lớn hiện ra, từ trên không trung rơi xuống đất. Phật diệt độ rồi, hào quang tử bi của tam muội nguyện ái và mây lạnh trí tuệ cho khắp chúng sanh thể đều dứt mất. Nên vua mộng thấy mặt trăng rớt xuống, tinh tú rụng rơi, đó là điềm báo sau khi Phật nhập Niết Bàn. 80.000 điều luật nghi cùng tất cả phép tắc giới hạnh đều sẽ bị chúng sanh phạm vào vì họ không y theo lời Phật dạy, chỉ làm theo tà pháp, nên phải đọa xuống địa ngục. Mặt trời từ dưới đất mọc lên, đó là điểm sau khi Phật nhập Niết Bàn, các sự khổ não trong ba đường ác tích tụ rất nhiều giống như ánh mặt trời xuất hiện ở thế gian. Vì những việc trên nên vua cảm ứng thấy giấc mộng như vậy. Vua nghe lời tâu như vậy rồi, ngay giữa đêm ấy liền cùng các quan lên đường hướng đến thành Câu Thi Na. Đến nơi, vua nhìn thấy vô số binh lính đang phòng vệ quanh thành Câu Thi Na. Vua lại thấy ở cửa thành có những thầy chú thuật giỏi để phòng ngừa tai biến đến từ bên ngoài. Thấy như vậy rồi, vua liền hỏi các thầy chú thuật: Phật đã nhập Niết Bàn rồi sao? Các thầy chú thuật đáp: Phật nhập Niết Bàn đến nay đã trải qua 4 tuần, hiện giờ đại chúng sắp phân chia xá lợi Phật. Vua nói: Phật nhập Niết Bàn tôi không hay biết chi cả. Đến khi tôi nằm mộng thấy sự chẳng lành, liền đem ra hỏi các quan mới biết rằng Như Lai đã nhập Đại Niết Bàn. Này, tôi muốn vào lễ bái xá lợi kim cang của Như Lai, xin các vị hãy mở đường cho chúng tôi vào. Các thầy chú thuật
liền để cho vua vào. Vua vào trong thành, đến tại ngã tư đường, nhìn thấy những bình quý được xá lợi Như Lai đặt trên các tòa sư tử, lại thấy đại chúng đang bi thương đau xót cúng dường. Vua liền cùng các quan tùy tùng đồng thời lễ bái, đau đớn khóc lóc, nước mắt giàn giụa, cùng đi nhiễu quanh xá lợi Phật bảy vòng về phía bên phải, bi thương thảm thiết, dâng phẩm vật cúng dường. Sau đó vua thưa với đại chúng xin thỉnh một phần xá lợi Như Lai để đem về nước mình xây tháp cúng dường. Đại chúng đáp rằng: sao ngài đến muộn thế? Phật trước đây có dạy cách phân chia xá lợi, tất cả đều đã có người thỉnh rồi, không có phần của ngài, vậy ngài nên trở về đi thôi. Thỉnh cầu không được tại nguyện, vua A Xà Thế sầu khổ không vui, liền lễ bái xá lợi lần nữa rồi buồn bực ra về. Lúc ấy Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần, vị vua nổi tiếng của nước ngoại đạo Tỳ Ly mới hay biết, liền dẫn theo các quan vội vã đi nhanh đến thành Câu Thi Na. Đến nơi, vua nhìn thấy vô số binh lính của 4 đạo binh phòng vệ thành Câu Thi Na, vây quanh rất nhiều vòng. Bấy giờ Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần, vua xứ A Lạc Già La mới hay biết, liền dẫn theo các quan vội vã đến thành Câu Thi Na. Đến nơi, vua nhìn thấy vô số binh lính của 4 đạo binh phòng vệ thành Câu Thi Na, vây quanh rất nhiều vòng. Lúc ấy Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần, vua bất úy nước Tỷ Nậu mới hay biết, lại có vua nước Già La Ca La. Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần mới hay biết, lại có vua nước Sư Giả Na. Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần mới hay biết. Bấy giờ Phật nhập Niết Bàn đã 3 tuần, vị vua nổi tiếng của nước ngoại đạo Ba Kiên La mới hay biết, liền dẫn theo các quan vội vã đến thành Câu Thi Na. Đến nơi, vua nhìn thấy vô số binh lính của 4 đạo binh phòng vệ thành Câu Thi Na vây quanh rất nhiều vòng. Vua lại thấy ở cửa thành có những thầy chú thuật rất giỏi để phòng ngừa tai biến đến từ bên ngoài. Vua liền hỏi các thầy chú thuật rằng: Phật đã nhập Niết Bàn rồi sao? Các thầy chú thuật đáp: Phật nhập Niết Bàn đến nay đã 4 tuần rồi, hiện giờ đại chúng sắp phân chia xá lợi. Vua liền bảo các thầy chú thuật: Phật đã nhập Niết Bàn nhưng tôi không hay biết gì cả nên mới đến muộn. Nay tôi muốn vào thành lễ bái cúng dường xá lợi Như Lai, xin các ông mở đường cho. Các thầy chú thuật nghe vậy rồi liền để cho vua vào. Đi tới ngã tư đường, vua nhìn thấy những tòa sư tử trang nghiêm bằng 7 món báu, trên có đặt xá lợi Phật đựng trong những bình quý làm bằng 7 báu. Vua lại thấy đại chúng đang bi thương đau xót cúng dường, vua cùng với các quan tùy tùng liền đồng thời lễ bái, bi thương đau đớn rơi lệ, đi quanh xá lợi Phật 7 vòng theo chiều bên phải, ai nấy đều dâng lễ Phật, bi thương thảm thiết cúng dường. Vua lại bảo đại chúng rằng: Phật nhập Niết Bàn nhưng tôi không hay biết, đau đớn thay, tôi chẳng được nhìn thấy Phật lần cuối, xin đại chúng chia cho tôi một phần xá lợi để mang về nước cúng dường. Đại chúng đáp rằng: sao ngài đến muộn thế? Phật trước đây có dạy cách phân chia xá lợi, tất cả đều đã có người thỉnh rồi, không có phần của ngài, vậy ngài nên trở về đi thôi. Thỉnh cầu không được, vua và các quan đều lấy làm buồn rầu, lễ bái xá lợi lần nữa rồi bi thương luyến tiếc quay về. Bấy giờ vua và quần thần của 7 nước như Ca Tỷ La, Ma Kiệt Đà, A Lạc Giả La vì thỉnh cầu không được tại nguyện nên sanh lòng bi thương, giận dỗi, bực tức, quay về mà lòng chưa yên. Vì thế khi về nước rồi, mỗi vị đều sai sứ thần đến thành Câu Thi Na để thỉnh cầu xá lợi một lần nữa. Người trong thành Câu Thi Na trả lời rằng: Đức Tử Phụ Thế Tôn đã nhập Niết Bàn tại đất nước chúng tôi, toàn thân xá lợi của ngài phải được lưu giữ muôn đời tại đây để cúng dường. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân chia cho người ngoài nước. Vua các nước liền nói rằng: nếu chịu phân chia thì tốt, bằng như không chịu phân chia, chúng tôi sẽ dùng sức mạnh mà đoạt lấy. Người trong thành đáp lại: nếu các ngài chỉ dùng sự đánh nhau để giành lấy thì sẽ không bao giờ có được xá lợi Phật. Vua A Xà Thế lại sai đại thần là Vũ Hành mà đem binh đến thỉnh một phần xá lợi, bảo người trong thành Câu Thi Na rằng: nếu chịu phân chia xá lợi thì tốt, bằng không chịu phân chia, chúng tôi sẽ tăng thêm binh lực, quyết dùng sức mạnh mà đoạt lấy cho bằng được. Người trong thành đáp: xin cứ tùy ý mà làm. Liền đó trong thành Câu Thi Na có bao nhiêu những tráng sĩ cho đến nhân dân nam nữ, thảy đều phòng vệ bằng cung tên, tất cả cùng kéo ra ngoài thành, 4 binh tể chỉnh, chuẩn bị giao chiến với quân các nước khác. Khi ấy nước Tỷ Ly, những người họ Lê Sa, triệu tập đủ 4 đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước A Lạc Già La, những người dòng sát đế lợi cũng tập trung đủ 4 đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước Tỷ Nậu, những người dòng Bà La Môn cũng tập trung đủ 4 đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía.
nước Giả La Ca La, những người dòng họ Thích Ca cũng tập trung đủ 4 đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước Sư Giả Na, những người qua Câu Lâu La cũng tập trung đủ 4 đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Nước Ba Kiên La, những người lực sĩ cũng tập trung đủ 4 đạo binh kéo đến ngoài thành Câu Thi Na đóng giữ một phía. Lúc ấy thành Câu Thi Na bị quân 7 nước vây quanh, tất cả đều sắp sửa tiến vào thành để đoạt lấy Xá Lợi Phật. Bấy giờ trong đại chúng có vị Bà La Môn là Tánh Yên ở giữa quân binh các nước mà cất tiếng nói lớn rằng: các vị đứng đầu những lực sĩ trong thành Câu Thi Na xin hãy nghe đây. Trong vô số kiếp, Đức Phật đã tích chứa điều lành, tu hạnh nhẫn nhục. Các vị cũng thường được nghe Thế Tôn ngợi khen pháp nhẫn nhục. Này có lẽ nào ngay sau khi Phật vừa diệt độ, các vị chỉ vì Xá Lợi Phật mà khởi binh tranh đoạt. Các vị nên biết đó không phải là kính thờ Xá Lợi. Nay tôi đề nghị chỉ nên chia đều Xá Lợi thành 8 phần, không nên tranh giành nhau. Các lực sĩ trong thành Câu Thi Na đều nói: chúng tôi xin cung kính vâng theo lời ngài. Lúc ấy Bà La Môn Tánh Yên liền phân chia Xá Lợi làm 8 phần bằng nhau rồi nói rằng: thưa tất cả các vị, những bình rỗng này đã từng chứa Xá Lợi, xin cho tôi được nhận. Tôi sẽ mang về xứ Đầu Na La xây tháp bình và dâng hoa hương phướn lọng âm nhạc để cúng dường. Mọi người đáp rằng: chúng tôi chấp thuận thỉnh cầu của ngài. Bấy giờ có vị cư sĩ Bà La Môn tên là Tất Ba Diên Na lớn tiếng thưa rằng: các vị đứng đầu những lực sĩ thành Câu Thi Na, xin hãy nghe đây. Tất cả cho tàn ở nơi Trà Tỳ Phật, xin cho tôi được nhận. Tôi sẽ đem về nước xây tháp cho cúng dường bằng hoa hương âm nhạc. Mọi người đáp rằng: chúng tôi chấp thuận thỉnh cầu của ngài. Lúc ấy người trong thành Câu Thi Na được nhận phần Xá Lợi Phật thứ nhất, liền xây tháp trong nước, dùng hoa hương âm nhạc các thứ để cúng dường. Người nước Ba Kiên La được nhận phần Xá Lợi Phật thứ nhì, mang về nước xây tháp, dùng mọi thứ phẩm vật để cúng dường. Những người Câu Lâu La của nước Sư Giả Na được nhận phần Xá Lợi Phật thứ ba, liền trở về xây tháp, dâng mọi thứ phẩm vật để cúng dường. Những người Sát Đến Lợi của nước A Lạc Giả La được nhận phần Xá Lợi Phật thứ tư, liền trở về nước xây tháp cúng dường. Những người Bà La Môn nước Tỷ Nậu được nhận phần Xá Lợi Phật thứ năm, liền trở về nước xây tháp, dùng mọi thứ phẩm vật để cúng dường. Những người Lê Sa nước Tỷ Ly được nhận phần Xá Lợi Phật thứ sáu, trở về nước xây tháp cúng dường bằng mọi thứ phẩm vật. Những người họ Thích Ca nước Già La Ca La được nhận phần Xá Lợi Phật thứ bảy, trở về nước xây tháp dâng hoa hương cúng dường. Vua A Xà Thế của nước Ma Kiệt Đà được nhận phần Xá Lợi Phật thứ tám, trở về thành Vương Xá, xây tháp dâng hoa hương âm nhạc mọi thứ cúng dường. Bà La Môn Tánh Yên được nhận những bình đã dùng đựng Xá Lợi Phật, trở về xứ Đầu Na La xây tháp dâng hoa hương cúng dường. Vị cư sĩ Bà La Môn Tất Ba Diên Na được nhận tất cả tro tàn còn lại ở nơi Trà Tỷ Như Lai, tiện mang cho ấy về nước mình xây tháp cúng dường. Như vậy vào lúc ấy trong khắp cõi Diêm Phủ Đà có 8 tháp thờ Xá Lợi Phật. Tháp thứ 9 thờ bình đựng Xá Lợi, tháp thứ 10 thờ tro tàn ở nơi Trà Tỷ Như Lai. Việc phân chia Xá Lợi như vậy là hoàn tất. Lúc ấy các vị Bồ Tát và chúng Thanh Văn, chư thiên, loài người, loài rồng, loài quỷ, các vị quốc vương, trưởng giả, đại thần, nhân dân cho đến tất cả đại chúng đều bi thương đau đớn, đấm ngực than khóc lớn tiếng rồi ngã lăn ra đất. Sau đó tất cả đều lễ bái Xá Lợi Phật rồi ra về.